Đây là thời khắc của đồng chí Thao Chim Vu Gáy chuyển đóng gói và kê đệm để chuyển trứng đạt hiệu đi. Đủ 20 quả chưa? Đủ 20 quả. Ngon ra. Trứng. Trứng rất to luôn. Cực kỳ to luôn. Đẹp. Rất đẹp luôn. Đấy, bê ra ngoài này đi để đóng. Đậy nắp vào. Bê ra đây xin để. Đang quay này. Cứ đóng đi, xong tí nữa anh khênh phát là lên xe luôn. Cái này lên trên đúng không? Lên trên này lên trên. Ngoài trong này cái nó thật ý mà nó. Đấy. Nó ở trong đấy mà nó. Đấy thế thôi. Đóng vào đi. Đóng nắp vào. Đây mình gửi kèm theo cả những cái hướng dẫn nhé. Cái này để nhiệt độ như thế nào đấy. Nhiệt độ bảo quản. Đây là thông tin khách hàng. Chợ lớn Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là 20 trứng gà điểm. Này thì chim cu gáy hay có rất nhiều đơn hàng. Mà đang lệnh để cho bấm lệnh để cho nó tập không khóa. Ba con được đi đi đâu rồi? Đây là đi bến xe phía Bắc Lạng Sơn, anh Tô Văn Trung, đuôi 872. Đây là đi đi bến xe Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu 0989800766. Đây là hai cặp chim. Tưởng mà điếc vừa vào nghe thấy tính thế. Bến xe Nam Định. Mỹ Đình. Xóm 4 Bình Vinh Hoàng Mai Nghệ An. Đấy nhá. Nay là ngày 23 tháng 8. Chim cu gáy hay sẽ. Này, là dư để bê trứng ra. Ôi, đàn ông đây khỏe chẳng ở đây được. Bắt em quay em chờ thế. Biết được bê hay không cứ bảo người khác bê đã tính sau. Thì bảo em cầm đi em cứ cầm. Mọi chi tiết thì các bác liên hệ là 0335305982 gặp đồng chí Thao. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn video sau.